Chào cả nhà, mình chia sẻ với cả nhà cách làm sữa chua siêu dẻo siêu bằng sữa đặc và nửa lít nước sôi. Hộp sữa chua không đường, ít sữa tươi có đường, cầm một cái bình đá để ủ nha. Ủ thì ủ từ 8 đến 10 tiếng là được rồi. Sữa đặc và sữa sôi lên, tắt bếp, bỏ sữa chua vô, nấu đều theo chiều kim đồng hồ để tạo bọt và sự kết dính cho hỗn hợp, đổ vô trong bình đá. Sữa ủ được 8 đến 10 tiếng là có sữa chua siêu dẻo rồi. Nang nang nang, sữa chua siêu dẻo đã có rồi nè, ngon, vừa dẻo lại đảm bảo an toàn, làm tại nhà nữa chứ, đầy đủ chất dinh dưỡng, an toàn khỏi lo. Mình bỏ vô từng hũ rồi bỏ vô ngăn mát tủ lạnh mâm mâm dần thôi. Sữa chua này có thêm nha đam nữa là thành sữa chua nha đam, vừa ngon vừa mát, nha đam hột liệu giòn sừng sững cả nhà. Chúc cả nhà thành công nha.